Quý vị, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại dầu gội, thuốc nhuộm tóc thuộc nhiều chủng loại khác nhau. Tuy nhiên, để tìm kiếm sản phẩm có công dụng phù hợp và đảm bảo an toàn luôn là yếu tố hàng đầu của khách hàng. Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng đều muốn có một mái tóc khỏe mạnh. Hay chắc hẳn mọi người cũng từng nghe câu hàm răng mái tóc là gốc con người. Một mái tóc chắc khỏe và ống mượt thì tôi chắc chắn các bạn đã chiếm được thiện cảm của mọi người. Thế nhưng, cũng như một số yếu tố tác động về thời gian, cũng như tuổi tác làm tóc bạc, và đặc biệt là những chị em sau sinh nở cũng làm cho tóc bạc. Do đó, dầu gội tháo dược phủ bạc Shinhei Nhật Bản là sản phẩm giúp cho tóc được giảm hư tổn, cũng như tạo màu cho tóc ấn tượng. Thì tôi thấy sản phẩm dầu gội Shinhei rất là tốt, vì trong sản phẩm có tính chất nhân sâm, hà thủ ô và collagen tươi rất tốt cho sức khỏe. Nó tiết kiệm thời gian và công sức cho người sử dụng, mà sau khi xài tầm từ 10 đến 20 phút, thì 100% là lên màu. Với các thành phần hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, gồm nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, ngũ bồn tử, tinh dầu argan, collagen tươi, tô mộc, chỉ một chai duy nhất, không phải pha trộn như các loại thuốc nhuộm thuốc trên thị trường, người sử dụng sẽ có một mái tóc đen ống mượt, chắc khỏe. Sản phẩm này tôi đã bán qua cũng được khá nhiều khách hàng là tin dùng, và những người mà đã dùng rồi thì tất cả khách hàng đều là khen là sản phẩm tốt, dùng rất là mượt tóc, với lại là nó là không có bị bay màu, rồi cũng giới thiệu cho cửa hàng rất là nhiều khách hàng, người quen của khách hàng lại mua thêm. Mong muốn làm đẹp và không gây ảnh hưởng sức khỏe chính là một nhu cầu tất yếu trong xã hội hiện nay. Vì vậy, để chọn một sản phẩm đáp ứng nhu cầu trên, nhuộm tóc bằng các chất thảo dược tự nhiên sẽ tạo được niềm tin của người tiêu dùng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.